Thanh xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Thanh có đến khu vực ở chùa Tà Bạ, huyện Chi Tôn, thì đến đây để thăm một nhà sư. Thì nhà sư chết đi sống lại là hai lần, thì trẻ mãi không già. Thì xem cái cuộc sống đời thường của nhà sư như thế nào á. Thì hôm nay mình đến thăm nhà sư thì thấy nhà sư đang làm việc á, nãy mới leo lên trên cái nóc nhà đó các bạn. Do ở đây nó cũng gió nó cũng hơi ồn, thì anh em xem cũng thông cảm nha, thì gió rất là mạnh luôn. Trời ơi, hồi nãy mình thấy sư leo lên đó mình rung giò luôn á sư. Nãy còn thấy sư mà leo lên trên cái này nè. Cái công trình này sư lại đây sư chỉ cho bà con biết đây bao lâu rồi sư? Quá chỗ rồi các bạn ơi. Cái này là cái cầu thang không cầu sao hả sư? Mà ước tính là bao nhiêu tiền sư có đặt nè? Cái này là một năm rồi mà công trình chưa hoàn thành á. Quá trời công trình vĩ đại luôn rồi. Cái này là rất là to luôn rồi các bạn. Quân người ta không nhỏ đấy. Hồi nãy sư leo lên tuốt lên trên nóc luôn rồi các bạn. Leo lên đó mà để gắn đèn gắn hoa đó. Thì giờ sư dẫn mình xuống dưới đây để mình tham quan đó các bạn. Đó trời cảnh ở đây đẹp luôn. Đây cái ngôi chùa núi nè. Ông thợ này là mình là Phật tử của chùa hay là mình mướn sư khỏi làm được rồi hay làm bà bố rồi hả? Giúp cho nó nhanh là kêu cho nó lên đây. Như cái này cái gì không ta? Cần hả? Cái cốc gần á. Cái cốc gần hả? Ôi, cái cốc gần nó cao. Đó giờ chưa có biết cái cốc gần ăn được không ta? Quá trời cao luôn. Cái này qua cái này là sư đổ nè bà con. Còn mấy cái miếng dìm này đó sư. Mình ngâm mới rồi mình để hồi dầu vô rồi mình dán vô. Công trình này dự kiến là bao lâu mới xong sư?
khoảng năm nữa mới xong. Trời ơi, dữ vậy hả? Còn độ bùi, độ ngô ba người còn sơn màu nữa. Dạ. Cái này dán cái miếng gạch luôn á. Cái này là cái kiến trúc này là mình mướn thiết kế hay là mình tự thiết kế nhà? Mướn người ta thiết kế mà, như là mướn người ta thiết kế mà sư cả cũng tính làm thiết kế. À, nghĩa là mướn thiết kế nhưng mà thiết kế theo cái ý của sư cả ha. Quá trời, cái công trình này nó khá là vĩ đại này. Mình có lạnh không chứ? Thấy thời tiết gì vậy? Hồi thời tiết mình mới vô là lạnh rồi, mình làm chút là... Thôi từ đây mà mình xuống tới dưới cái chân dưới đất đó là bao nhiêu mét đi sư ha? 17 mét. Trời ơi, quá cao à. 17 mét. Cái cầu thang này quá trời cao bà con ơi. Đây xuống dưới đó 17 mét nè cả nhà. Mình không dám đứng ra ngoài mé luôn á. Bây giờ trình này là cái sợ độ cao á. Cũng giúp đổ ba cái này nè, để cho nó tiết kiệm được cái chi phí cho cái ngôi chùa của mình. Như những cái phật tử đó là mình mướn một ngày là bao nhiêu tiền hả sư ha? Mướn ngày 200. 200 đó. Dạ. Rồi cơm nước đâu? Nếu mà ông làm ở chỗ khác hơn như là nhà hay là mấy người khác thì ông đó nghĩa là 350 đúng không? 350 hả? Dạ. Như ông là thợ cũ. Dạ. Nhưng mà làm cho sư thì ông tính lấy 200 thôi. Dạ. Thì mình cũng giúp đỡ sư. Như mình làm gì cho chùa. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thay vì mình. Dạ. Mình sai gì mình làm công mình làm thuốc vườn luôn. Dạ, thuốc vườn luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là như là mấy người khác người ta làm ấy, là làm như làm nhà lên thợ làm nhà như người ta hay. Là cái 5 giờ người ta nghỉ rồi. Ông làm cái 5 rưỡi hoặc 6 giờ mới nghỉ. Đồ ông làm dữ. Dạ. Gì đó hả? Dạ. Chứ có thành nhiều. Dạ. Nói chung mình tại vì cái kinh tế của chú cũng không có được khá giả gì mấy. Dạ. Nên chú không có cái chân của sư. Chân của sư lên này, gió nó lạnh nó lên móc. Thôi đừng cho mặt cỡ lắm. Sư mà bữa sáng mình ra gì gì mình như vậy mình có lạnh không? Cũng lạnh. Sáng 5 giờ là vô tụng kinh rồi. Ờ 5 giờ thức rồi. Dạ. À, mình ở chùa mình có thể nào mình mặc cái áo mà dài tay không sư? Hay là mình đi chỉ gì thôi? Mặc áo dài tay chứ nào mình lên nhìn cơm gì á. Dạ. Dạ. Tao có ý nghĩa là mình mặc đồ bình thường gì được không sư? Vậy gì? Dạ không. Sư phải mặc đồ áo này. Áo này là mình kêu là áo nhà sư ha. Dạ. Bởi con hỏi là mình nếu mình mặc áo có như nào mình che luôn cái này, dài tay luôn là che luôn cái này. Được á. Chẳng có áo đó ha. Dạ. Cho phép mình mặc ha. Dạ. Mà mình mặc vậy chứ cho nó gỗ rồi có mình làm cái băng gì đó không dơ. Mặc không có nó dơ. Như gì thì nó lòng thòng nó dơ hết sư. Dạ dơ. Nó lòng thòng. Sư bữa nay có đi đám không? Bữa nào sư đi đám và cho con theo quay được không, cho bà con xem cái cảnh mà mình đi đám như mình cái đó là sao mình đám cầu cầu siêu ha. Dạ. Sư cầu siêu người ta làm đám như là cầu phúc, cầu siêu cho gia đình ta. Dạ. Cầu siêu con cũng muốn quay lại cái cảnh mà sư ăn cơm, thì không biết là nó có nên không sư. Cái cảnh mà mình dùng cơm á. Dạ. Là nhà chùa mình có kỹ gì không sư? Là chú cả không có nói gì nè. Dạ. Chút xíu nữa con sẽ xin phép sư cả để mà làm một cái clip ngắn để mà cho quý khán giả xem được cái cảnh nhà sư dùng cơm. Cái đó mình kêu bằng dùng cơm hay là mình kêu bằng sao? À, dùng cơm. Là mình nếu mình đối với mình sử dụng cái từ ngữ cũng cả cũng cơm ha. Quá trời, cái cầu thang này làm hiện tại là 1 năm rồi nhưng mà chưa có hoàn thành. Thì dự kiến thì 1 năm nữa mới xong ha. Quá tròn. Làm thuyền dưới đi. Vậy thì mình thuyền dưới cho nào đó. Cái kinh phí này theo con nghĩ là từ 1 tỷ ha sư ha. Từ 1 tỷ mới có xây nổi cái cầu thang này.
Ở vậy quá trời, cầu thang này độ cao tới mấy chục mét. Mấy ngày nay con thấy dạo này con thấy sư cũng về nhà thường hết sư. Bữa nay con cũng có rủ anh Năm đi nữa mà anh Năm không có tối không có nhắn, không trả lời tin nhắn. Thì tối anh hôm qua chắc anh Năm quay rồi chắc còn clip và không có đi được. Thì con cũng rủ anh Năm đi lên đây thăm sư như thế nào bà con cũng rất là nhớ sư. Bà con nói là nghe sư giảng đạo này kia, sư truyền đạo Phật á, bà con thích quá. Thì cái cuộc sống hàng ngày của sư ở chùa này thì làm mọi thứ ở trong chùa này hết á. Cái gì sư cũng làm hết. Buổi sáng là sư 5 giờ chưa thức rồi sư đi. Thức rồi tụng kinh xong thì rồi sau đó thì 5 giờ rưỡi hoặc 6 giờ là vô nấu cơm cái gì rồi nấu cơm cúng cho sư cả. Sư nấu cơm luôn hả? Nấu cơm được à. Dạ. Nấu cơm. Rồi mình làm đồ ăn luôn hả sư? Làm đồ ăn luôn. sư sai với là làm được á. Còn thì theo là trở lên là không có dùng làm được đâu. Dạ dạ. Tỳ kheo hả? Tỳ kheo là lớn hơn sư. Dạ lớn hơn. Là không có gì, không có làm gì dạ, chứ. Không làm được. Còn mình là sa di thì mình phải làm giúp đỡ cho sư cả anh, làm cúng dường cho sư. Bữa con có quay lại cái cảnh cái chùa mà ở cái cá mình nè, dạ. Là đang cái đi khắc thực á sư. Dạ. Những ngày sư khắc thực á con dạ, nghe con nghe. Con nghe la lên là sao sư? Dạ. La cái gì sư? Bát lục trung bát có nghĩa là con nghĩa là ta bát lục trung bát mấy ta. Ba lô trung bát ra là mấy như là người vợ đằng sau sư ha, là lên là người dân có cơm cúng cho sư cả không gì đó, cho sư không gì đó. Yeah. Ý là mình gào lên là mình dạ. lên tiếng cho tao mình nhà sư đang đi. Dân người ta ở trong nhà người ta biết á. Đã biết là à, vậy đó hả? Dạ. Là lên ba lô trung bát là như là cho người dân hay là người trong số người ta không biết gì đó. Không biết là giờ nào mới như dạ. ông sư ông đi khấu thần vậy đó dạ. rồi như là xe lúc nhỏ đó nó la lên mấy người dân người ta biết là ôi ông lên khấu thần rồi mới người ta lấy cơm người ta cúng dường cho ổng á dạ. Có hai người Phật tử đi theo sau nữa dạ, đúng rồi có Phật tử mà trẻ trẻ à có hàng nhỏ dạ nhỏ là bữa đó sư có xem cái clip con đó hả dạ, có xem thấy hai đứa nhỏ cầm cái cha xã à. Dạ, chùa đó là chùa gì ta chùa Cúc Trang. Dạ dạ dạ. Ở đây nè ba. Dạ, dạ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đó thì con đi con thăm sư xong rồi con chạy ra dạ. đó con định lên quay sư mà 6 năm không ăn quỷ á. Dạ. Thì cái con gặp con quay luôn. Thì cái nó con thấy nó cũng hay mình quay cái cảnh đó lại cho bà con người ta biết cái cách nhà những nhà sư đi khắc thực như thế nào á. Thấy nhiều nhà sư ở chỗ con á đi toàn là đi có mình ơn là nó sai hết sư. Đi mình ơn là nó không đúng theo cái quy định của nhà Phật mình ha. Ngày trưa nay thì nhân lúc nhà sư rảnh nè. Nhà sư lên truyền cho con học hỏi về Phật pháp hết sư. Vậy là buổi trưa tụi con mua cà phê lên cúng sư được ha. Dạ, buổi trưa đó. Về trang lòng luôn. Dạ. Buổi trưa con mua cà phê lên cúng cúng sư rồi mình trò chuyện với sư rồi Phật pháp cho bà con xem luôn. Thôi bây giờ mình tạm biệt sư đi. Chào sư. Sư giờ này còn bận hả sư? Dạ, còn lắm.